Hoàng Huấn xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tọa đàm trực tiếp Sức khỏe cho mọi người của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Kính thưa quý vị và các bạn, sau nhiều ngày không phát hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng thì vào cuối tháng 4, dịch bệnh COVID-19 xuất hiện trở lại trong nước tại một số tỉnh, thành phố và có nguy cơ lây lan ra các địa phương khác. Chưa kể là những ngày qua vẫn còn nhiều tỉnh thành để xảy ra hiện tượng tập trung đông người tại các khu vực công cộng như là bãi biển, khu vui chơi, khu du lịch v.v. mà chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, biện pháp 5K. Tại Đồng Nai của chúng ta thì tối ngày 4 tháng 5 cũng đã ghi nhận một ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Bên cạnh dịch bệnh COVID-19 là nỗi lo chung của mọi người, thì thời điểm này, nhiều dịch bệnh truyền nhiễm khác được dự báo có nguy cơ bùng phát trong thời gian tới như là sốt xuất huyết hay là tay chân miệng, v.v. Vậy để phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm thì ngoài nỗ lực của ngành y tế, người dân của chúng ta cần phải làm gì? Đây sẽ là nội dung được trao đổi và phân tích trong chương trình Sức khỏe cho mọi người của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai kỳ này. Ngay bây giờ, Hoàng Huấn xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời sẽ tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Quang Ánh, trưởng phòng nghiệp vụ Sở Y tế tỉnh Đồng Nai. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Văn Phúc, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai. Lời đầu tiên thì thay mặt những người thực hiện chương trình, cảm ơn hai bác sĩ đã đến tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi trao đổi cùng với các vị khách mời thì xin mời hai bác sĩ cùng với quý khán giả chúng ta đến với một đoạn phóng sự ngắn sau đây. Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp. Số lượng ca mắc mới và tử vong liên tục tăng ở nhiều nước như Ấn Độ, Lào, Thái Lan, Campuchia. Đặc biệt ở một số nước láng giềng có chung đường biên giới với nước ta, dịch bệnh đang bùng phát mạnh trên diện rộng. Các địa phương giáp với những quốc gia đang có dịch bệnh hoành hành nặng nề được xem là điểm nóng có nguy cơ cao dịch sẽ xâm nhập và bùng phát. Trong nước hiện đã ghi nhận những ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại một số tỉnh, thành phố và có nguy cơ lây lan ra các địa phương khác, nhất là sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua. Thực tế, nhiều nơi đã có tâm lý chủ quan lơ là, mất cảnh giác, thực hiện chưa nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, đặc biệt là giám sát thực hiện quy định 5K, nhất là việc đeo khẩu trang nơi công cộng, tập trung đông người. Tại Đồng Nai, ngành y tế cũng tăng cường công tác giám sát, phối hợp với các đơn vị tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh mà Bộ Y tế đã thông báo. Tối ngày 4 tháng 5, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận một trường hợp dương tính với COVID-19 tại thành phố Long Khánh. Ngay sau đó, ngành y tế đã có cuộc họp khẩn với thành phố để tập trung thực hiện công tác truy vết, ngăn chặn dịch bệnh có nguy cơ lan rộng. Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch bệnh COVID-19 xuất hiện trở lại tại một số tỉnh thành trong cả nước và ở Đồng Nai của chúng ta khiến cho nhiều người dân lo lắng. Câu hỏi đầu tiên xin được phép dành cho bác sĩ Ánh là bác sĩ có thể cho quý khán giả xem đài được biết về cái tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện tại như thế nào và nhất là đối với ca ghi nhận nhiễm virus SARS-CoV-2 tại tỉnh Đồng Nai của chúng ta. Xin chào anh Hoàng Quấn, xin chào quý khán giả xem đài. Thì theo cái nguồn tin chính thức của Bộ Y tế thì cho đến tính đến 8 giờ 30 sáng nay thì trên thế giới đã có tổng số ca mắc là gần 157 triệu ca mắc trên toàn thế giới. Và trong đó có đến 3,24 triệu người tử vong. Và cái dịch bệnh này thì nó đã xuất hiện và lây lan ở 219 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Và nó vẫn tiếp tục diễn biến, chưa có dấu hiệu dừng lại. Thì tại các cái nước mà có cái tỷ lệ của mắc nhiễm COVID-19 cao, chẳng hạn như là ở Mỹ, ở Ấn Độ, ở Brazil, thì tại những nơi này dịch bệnh cũng đang diễn biến một cách phức tạp. Nhất là có cái sự lo ngại khi xuất hiện nhiều cái biến chủng mới của COVID với tốc độ lây lan nhanh hơn và bệnh diễn tiến nặng hơn. Ở tại cái khu vực châu Á thì là Ấn Độ vẫn là tâm dịch, cũng đang phát triển, dịch cũng đang phát triển mạnh và cũng chưa có cái dấu hiệu hạ nhiệt. Với lại những cái ca mắc ở tại nơi này là rất là cao, lên đến trong những cái ngày gần đây thì là đến trên 300.000 người mắc mỗi ngày. Và có thể là cao điểm là vượt 30 tháng 4 vừa qua thì Ấn Độ có trên 400.000 ca mắc mỗi ngày. Còn ở tại các cái nước ASEAN chúng ta đó thì Indonesia vẫn là một cái ổ dịch nghiêm trọng nhất ở ASEAN mình. Và Thái Malaysia thì dịch cũng đang kéo dài và cũng chưa có dấu hiệu chững lại. Còn ở Thái Lan
thì cái số ca lây nhiễm ở trong cộng đồng cũng rất là cao, có thể đến 2.000 ca mỗi ngày, và cái tử vong ở đó cũng cao. Và ngoài ra những nước cạnh tha thì Campuchia, Lào thì dịch bệnh cũng đang là diễn biến và gia tăng, và buộc các nước này phải có những cái biện pháp để mà phong tỏa nhiều cái khu vực tại các tỉnh thành để có thể là ngăn chặn được cái dịch. Và trong vòng 24 giờ qua, tất cả các nước ASEAN đều có cái ca mắc mới ở trong cộng đồng. Về Việt Nam thì tính cho đến 8 giờ 30 sáng nay thì Việt Nam mình là ghi nhận có 2.996 ca mắc. Trong đó thì có là 35 ca tử vong và có 2.560 ca đã hồi phục. Về phía sau ở chúng ta đó thì sau 33 ngày không có cái ca mắc mới tại cộng đồng, thì ngày 27 tháng 4 vừa qua, Bộ Y tế có công bố một cái ca mắc mới ở tại tỉnh Hà Nam. Thì cái ca này thực sự là một có mã số bệnh nhân là 2899. Ca này thì đi về từ Nhật Bản ở trên cái chuyến bay VG3613 và nhập cảnh ở tại Đà Nẵng, được cách ly tập trung tại Đà Nẵng. Và sau 14 ngày cách ly và 3 lần xét nghiệm âm tính thì ca này được kết thúc cách ly và trở về quê nhà để tiếp tục cách ly theo dõi tại nhà ở tỉnh Hà Nam. Và sau đó 3 ngày đến ngày 22 tháng 4 thì là bệnh nhân này bị sốt, bị ho, có các cái biểu hiện lâm sàng của nhiễm COVID và đã được xét nghiệm ở tại tỉnh Hà Nam cho kết quả là dương tính. Như vậy thì đây là cái ca mà dương tính ở tại cộng đồng sau 33 ngày. Và sau đó thì tiếp tục điều tra các cái trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân này và xét nghiệm thì lại phát hiện thêm những cái ca lây nhiễm ở từ cái ổ dịch Hà Nam này ở các tỉnh thành khác. Và hiện nay nhiều tỉnh thành đã có cái lây nhiễm cộng đồng từ cái ổ dịch Hà Nam. Còn tại Đồng Nai chúng ta đó thì sau khi mà có cái ca lây nhiễm ở Hà Nam thì chúng ta cũng đã tiến hành cái công tác là điều tra truy vết những cái trường hợp có tiếp xúc với những cái bệnh nhân mà xuất phát từ cái ổ dịch Hà Nam, cũng như là đi chung trên các cái chuyến bay và cách ly tại khách sạn. Thì sau đó chúng ta đã cách ly tập trung các cái F1 và các cái xử lý đối với các cái F2 theo quy định. Tuy nhiên là đến chiều hôm qua thì chúng ta có phát hiện ra một cái ca nhiễm COVID-19 ở một cái trường hợp này ở Long Khánh. Thì đây, ca này là một cái người bệnh nhân là nữ. Bệnh nhân này làm việc tại cái quán bar News Phương Đông ở thành phố Đà Nẵng. Và trong cái quá trình làm việc ở đây thì vào ngày 28 tháng 4 á, thì cái người này có tiếp xúc với một người nữ khác, mà cái người nữ đó đi cùng với một cái bệnh nhân là 2982. Đến cái quán bar này. Sau khi đến quán bar này thì cái người nữ này vẫn làm việc ở đó bình thường cho đến ngày 3 tháng 5. Thì đến ngày 3 tháng 5 thì cái ca này là đến sân bay Đà Nẵng và đi cái chuyến bay về sân Tân Sơn Nhất. Và từ Tân Sơn Nhất thì họ đi đường bộ ra bến xe Cúc Phương và đi về nhà ở thành phố Long Khánh. Thì từ cái Long Khánh, từ họ đến nhà buổi chiều khoảng 1 giờ 30. Và sau đó đến chiều tối đó thì họ có đến làm cái căn cước công dân tại cái địa điểm tập trung. Và khi trong khi làm ở tại đây thì họ nhận được tin là cái người mà họ đã tiếp xúc ở Đà Nẵng khi ở cái quán bar đó, New Phương Đông đó, thì ca đó là đã trở thành F1 và cách ly tập trung. Cho nên cái người này đến khai báo y tế tại trạm y tế phường Xuân Thanh và đã được xử lý hướng dẫn về nhà cách ly và theo dõi tại nhà, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm. Đến chiều ngày hôm qua thì có kết quả xét nghiệm là dương tính. Như vậy thì đây là cái ca bệnh tại cộng đồng ở tại Đồng Nai. Và sau khi có cái việc này thì là chúng ta đã tiến hành họp ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố Long Khánh với sự tham dự của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai để là đánh giá, nhận định tình hình, tiến hành khẩn trương cái xử lý cái ổ dịch tại chỗ, điều tra truy vết và xử lý các cái ổ dịch theo quy định. Như vậy thì trên cái địa bàn Đồng Nai chúng ta hiện nay chúng ta xuất hiện nhiều cái nguy cơ. Cái nguy cơ thứ nhất là các cái nước láng giềng và nhất là cái biên giới Tây Nam của chúng ta đang có cái tình hình dịch bệnh là phức tạp.
và có khả năng sẽ có những người là gọi là nhập cảnh trái phép qua biên giới. Để mà đối với người nhập cảnh mà theo các cái chuyến bay nhân đạo của Việt Nam mình thì mình sẽ tiếp nhận và mình xét nghiệm, và nếu có dương tính thì mình cách ly ngay ở trong các khu cách ly. Cho nên là cái khả năng lan ra cộng đồng nó cũng ít, nhưng cái đối tượng mà nhập cảnh trái phép là nhiều. Cái thứ hai nữa là cái nguy cơ là từ các cái ổ dịch ở trong nước và đi chung chuyến bay rồi là ở chung khách sạn đến các địa điểm mà cùng nhau có cái sự giao tiếp ở đó thì là mình cũng đã phải là điều tra để ngăn chặn và cái xử lý ngay từ đầu. Và cái thứ ba nữa là ngay tại tỉnh mình cũng đã có ca dương, thì chính vì những cái nguy cơ đó, cái tình hình đó thì đòi hỏi là các cấp các ngành và toàn dân trong tỉnh chúng ta đều phải tăng cường nỗ lực để ngăn chặn, để dập dịch ngay khi phát hiện ra, không để nó lây lan lớn ở trong cộng đồng. Dạ, cảm ơn bác sĩ Ánh. Thưa bác sĩ Phúc, cái vấn đề điều tra truy vết liên quan đến cái ca dương tính tại thành phố Long Khánh để chúng ta không bỏ sót đối tượng, cũng như là cái việc khoanh vùng dập dịch được thực hiện như thế nào? Vâng, thì trên cơ sở nắm được thông tin của cái trường hợp đã đi về địa phương, thì trên cơ sở mình sẽ truy vết. Và cái gì mà đã gọi là truy vết có nghĩa là đi sau. Mình sẽ lục lại tất cả các cái lộ trình và các mốc thời gian, các cái mốc địa điểm liên quan đến người này. Thì tại các cái mốc đó có những ai tham gia, có những ai có mặt, thời gian bao lâu, cách tiếp xúc như thế nào. Dựa vào đó, mình sẽ phân ra họ là đối tượng có nguy cơ cao hay là nguy cơ trung bình hay nguy cơ thấp, để có cái vị trí phân loại cách ly. Trên cơ sở đó thì mình cũng đã phối hợp để mà lấy cái danh sách chuyến bay. Đầu tiên là trách nhiệm đối với nhiều tỉnh và gọi là quốc gia, mình đã gửi cái danh sách phản hồi tất cả những cái người đi trên chuyến bay đó cho các tỉnh bạn. Thứ hai là cái lịch trình của cái người này trong quá trình làm việc tại ba phương Đông, tiếp xúc với ai, thời gian như thế nào. Và cái mốc thứ ba là từ khi họ lên máy bay về tới Long Khánh, thì khi lên máy bay, trước khi đi máy bay đi xe gì, đi xe đó số hiệu bao nhiêu, lên máy bay lúc mấy giờ, về tới đây lúc mấy giờ, đón xe gì từ sân bay ra tới nhà xe quốc phương, từ nhà xe quốc phương về đây từ lúc mấy giờ tới mấy giờ, có những ai ngồi trên xe, số lượng là bao nhiêu, số điện thoại như thế nào. Tại vì cái hình thức gọi xe này là họ gọi qua điện thoại cả, cho nên là cũng tương đối dễ lọc ra. Tuy nhiên cũng không phải là tuyệt đối cái con số đó, mà cũng phải có sự vào cuộc của nhiều cái bộ phận, trong đó có cả công an, và làm việc miệt mài từ gọi là từ chiều tối hôm qua đến giờ. Về tại địa phương thì đây về cái yếu tố tiếp xúc gần, cái người đi xa về khi nào họ cũng có tiếp xúc gần và thân thiết với những người trong nhà, đặc biệt là những cháu nhỏ, và cái này cũng không phải là một ngoại lệ. Có xuất hiện cái tình trạng là chở cháu bé, cháu đi tới chỗ ăn rồi đi tới chỗ làm căn cước luôn, mà chắc chắn trong quá trình đó là có cái việc ôm hôn đứa cháu. Đấy, vậy thì đây trường hợp giờ dương tính rồi thì khẳng định những người đó coi như là đã là F1, mà F1 là nguy cơ cao. Rồi hôm sau cháu này lại đi học, chưa có kết quả xét nghiệm của trường hợp này thì đâu có cách ly trường hợp kia được. Và cháu này lại đi học, tới lại tiếp xúc với bạn. Khi cháu này là trường hợp F1 nguy cơ cao, thì các trường hợp bạn mà ngồi gần về của bạn hết đó cũng là F2, nhưng mà lại là cũng nguy cơ cao, tiếp xúc rất gần. Đấy. Để nói rõ thêm là cái trường hợp bệnh của mình đó, có thể nói là F2, mà F2 nguy cơ cao đấy, chứ không phải là F1. Quá trình điều tra rất rất kỹ, nhưng mà không khẳng định cái mối liên quan giữa
F0 mà chứng minh đây là F1. Chỉ có chứng minh được là người này là F2 của một trường hợp thôi. Đó, vậy thì cũng chưa loại trừ được và chưa khẳng định chắc chắn được cái yếu tố F0 ở đó. Mình cũng đang phối hợp với địa phương của họ để mà cung cấp thêm các thông tin liên quan. Yeah. Rồi liên quan tới chỗ ở, rồi liên quan tới những người là công an làm cái căn cước cho cô đó cũng là cách ly tập trung. Yeah. Rồi vợ của những người công an đó là không phải cách ly tại nhà và tất cả đều lấy mẫu. Yeah. Cùng chuyển bay đó ở mình Biên Hòa, ở Đồng Nai có 7 người, một người ở Long Thành và 6 người ở Biên Hòa. Thì cũng đã tổ chức cách ly tập trung ở trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, đã ở cách ly F2 và lấy mẫu và xét nghiệm. Tối nay khoảng cỡ 20 giờ thì có kết quả đồng bộ. Vậy thì trên với một cái mà có một cái trường hợp bệnh này rồi á, thì mình nói rõ cái quan điểm là gì. Đầu tiên, nếu như mình không mở cửa, nếu không mình không tiếp nhận những con người đi về hoặc những chuyên gia tới, sẽ vất vả cho những cái con người lao động. Và đây là cái chủ trương của quốc gia, và có thể nói đây là một chủ trương đúng đắn. Vậy thì khi có cái trường hợp đó, sẽ có những cái gọi là nguy cơ. Và để khắc phục những cái nguy cơ đó, chúng ta làm được không? Được. Đã qua những lần trước rất là lớn hơn, nhưng mình vẫn làm được. Vậy bây giờ làm được không? Được. Với điều kiện là tất cả người dân, những cái người mà có tham gia trong các cái chỗ mà nguy cơ cao đó thì phải biết giới hạn cái việc tiếp xúc của mình, chứ không phải là như trường hợp mà ở Hà Nam đó là họ không giới hạn cái việc tiếp xúc. Yeah. Và qua đây tôi cũng định nghĩa thêm một cái rằng cái việc thực hiện 5K có hai trường hợp. Một trường hợp là người dân nên thực hiện các hoạt động 5K. Đấy là thực hiện các cái đó để bảo vệ cho mình là cái thứ nhất. Yeah. Cái thứ hai, những người có nguy cơ cao phải thực hiện 5K. Đó mới là cái quan trọng. Như anh Bình ở Hà Nam đó, anh không thực hiện cái 5K. Đúng không? Anh nếu anh thực hiện cái đó, cái đó là phải thực hiện ấy, thì anh không thực hiện. Yeah. Và chính cái không thực hiện đó, nó đã gây ra một cái hậu quả rất là lớn trên toàn bộ nhiều tỉnh. Cảm ơn bác sĩ Phúc ạ. Thưa bác sĩ Ánh, ngành y tế đã chuẩn bị phương án gì khi xuất hiện ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh, và làm sao để mà chúng ta có thể hạn chế được cái tình trạng lây lan ra cộng đồng ạ? Thực ra thì cái phương án mà để thực hiện khi mà có xuất hiện cái ca COVID trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh đó, thì nó cũng không xa lạ gì đối với tỉnh Đồng Nai mình, là bởi vì tỉnh Đồng Nai mình đã từng có ca dương ở trong cộng đồng. Yeah. Thì ngay trong những cái ngày đầu dịch mà đã bắt đầu xuất hiện và phát triển mạnh, thì tỉnh chúng ta với phương châm là sẵn sàng thì thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh, thì ngành y tế đã tham mưu cho tỉnh ban hành các cái phương án đáp ứng với tình hình của dịch. Và trong cái phương án đó có cái phương án là xử lý khi mà có xuất hiện cái ca bệnh tại cộng đồng nhưng chưa lây lan tại chỗ. Thì hiện nay cái ca bệnh ở Long Khánh chúng ta nằm trong cái tình huống đó. Yeah. Là có ca bệnh tại cộng đồng nhưng chưa lây lan tại chỗ. Thì theo cái phương án này á, thì chúng ta phải thực hiện các cái biện pháp như sau. Cái thứ nhất là đối với địa phương có ca bệnh, thì ở đây là có hai cái giải pháp. Thứ nhất là cái biện pháp hành chính, và thứ hai là các cái biện pháp về chuyên môn. Thì cái biện pháp về hành chính là phải họp với ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương. Như vậy thì ngày hôm qua là ban chỉ đạo đã họp, chúng ta không biết rằng chúng ta họp cho tới nửa đêm. Yeah. Và trong đó có là Sở Y tế và của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh về cùng họp với Long Khánh để đánh giá tình hình và đề ra quyết định các cái biện pháp phải thực hiện để ngăn chặn dịch. Thì cái biện pháp hành chính của ta đó là sau khi đánh giá tình hình, thứ nhất là họp ban chỉ đạo, thứ hai là đánh giá tình hình và phải có quyết định,
có ban hành cái quyết định cách ly phong tỏa tạm thời một cái khu vực nào đó không? Mà thì ở đây thì là cái việc này ở ban chỉ đạo sẽ họp và quyết định việc này rồi trình lên Sở Y tế và để trình tham mưu Ủy ban tỉnh ban hành quyết định cách ly theo quy định phong tỏa một khu vực. Thì dự kiến ở đây chúng ta sẽ phong tỏa một cái đoạn đường ở cái khu vực nhà ở của bệnh nhân. Thì theo cái khuyến cáo bây giờ, cái việc phong tỏa cách ly một khu vực nó không phải rộng như trước đây. Như hồi đầu dịch mình sợ, cho nên là giả sử trong xã có một ca là mình phong tỏa cả một xã. Nhưng bây giờ nguyên tắc là chúng ta phong tỏa tối thiểu nhưng đảm bảo được cái công tác phòng dịch không lây lan. Và như vậy thì nó sẽ không thiệt hại tới cái kinh tế của nhân dân và ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường khác. Vì vậy thì ở đây chúng ta là đã có cái phương hướng là sẽ cách ly một đoạn đường ở nơi nhà ở của bệnh nhân. Cái thứ hai đó là chúng ta sẽ quyết định là có cho học sinh nghỉ học, giáo viên nghỉ dạy ở một cái nơi cụ thể, địa điểm cụ thể nào đó. Thì ở đây do trong điều tra dịch tễ chúng ta đã cũng đã xác định được những cái vị trí mà có thể làm lây lan dịch bệnh, cần phải tạm thời ngừng để ngăn chặn cái sự lây lan đó. Thì chúng ta cũng đã có cái phương sẽ cách ly ở một ngừng hoạt động học sinh nghỉ học ở một số cái trường ở tại địa phương này. Rồi cái thứ ba nữa là chúng ta sẽ không cho phép tổ chức các cái hoạt động tập trung đông người tại địa phương. Và cái thứ tư nữa là khi mà chúng ta quyết định phong tỏa cách ly một khu vực thì phải thiết lập các cái chốt kiểm soát ra vào khu vực để đảm bảo rằng đây là cách ly để kiểm dịch y tế, phong tỏa để kiểm dịch y tế, tức là những cái việc mà vào ra ở đây là phải có kiểm soát kể cả người và phương tiện, và phải đảm bảo xử lý được cái chất thải lây nhiễm, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, thông tin liên lạc cũng như là các cái nhu cầu thiết yếu của người dân sống trong cái khu vực bị phong tỏa. Đó là những cái biện pháp về hành chính. Thứ hai là đối với biện pháp chuyên môn, thì khi mà xác định là có ca dương thì tập trung các cái đội phản ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, của Trung tâm Y tế thành phố Long Khánh và các cái tổ COVID cộng đồng của tại địa phương khởi động ngay và tiến hành điều tra, truy vết để theo bây giờ chỉ đạo của Bộ Y tế khi có ca dương là phải truy vết thần tốc. Như vậy thì trong vòng 24 giờ mình phải làm sao phải có được danh sách tất cả các F1 và các F2 cần thiết. Thì như vậy thì chúng ta đã tiến hành làm rất là tốt cái này. Và thông tin thì các anh chị cũng đã nắm rồi. Ngày hôm qua thì khi anh chị em phòng chống dịch rất là cực, đã phải tiến hành công tác điều tra truy vết và để có cái dữ liệu cho ban chỉ đạo họp ngay trong đêm để giải quyết nhanh các cái trường hợp như thế này liên quan. Và cái thứ ba nữa là chúng ta phải xử trí ngay cái môi trường ổ dịch ở tại đó. Tức là phải tiệt khuẩn môi trường, là phun khử khuẩn ngay ở khu vực bệnh nhân, ở khu vực bệnh nhân đã từng đến, những nơi bệnh nhân đã từng đặt chân tới. Đấy, thì là chúng ta cũng đã phải làm ngay những cái việc này. Và khi mà đã lên danh sách rồi thì chúng ta phân ra đối tượng ca bệnh, đối tượng nghi ngờ, đối tượng nào là tiếp xúc F vòng 1, vòng 2 vân vân. Thì lúc đó ta phân loại và chúng ta tiến hành các cái biện pháp là thích hợp. Ví dụ như ca bệnh là phải đưa vào bệnh viện điều trị. Đối với người ca nghi ngờ nếu có thì phải đưa vào bệnh viện để cơ sở điều trị. Còn đối với người tiếp xúc F1, phải cho vận chuyển vào các cơ sở cách ly tập trung. Đối với các trường hợp F2, phải cách ly tại nhà. Và khởi động toàn bộ cái việc đó chúng ta phải triển khai làm ngay, không thể để chậm trễ được. Và chúng ta triển khai cái cơ sở cách ly tập trung ở tại thành phố Long Khánh. Và để là giải quyết ngay những cái trường hợp cách ly. Và đồng thời là những khu cách ly khác của tỉnh cũng sẽ chuẩn bị, trong trường hợp cái cách ly ở tại Long Khánh quá tải thì chúng ta sẽ điều phối vào các cái cơ sở cách ly khác của tỉnh để đảm bảo rằng là mọi đối tượng cần cách ly phải được cách ly. Và thực hiện cái công tác truyền thông
mà tức là hàng ngày như vậy thì ngay tại cái khu vực mà mình đã cách ly phong tỏa phải có loa đài, phải có tuyên truyền để cho cái người dân hiểu và họ thực hiện cái biện pháp phòng chống. Yeah. Cũng như là tự bản thân họ sẽ phát hiện ra những cái vấn đề sức khỏe của bản thân để báo cáo cho cái tổ y tế phục vụ ở trong đó để biết và can thiệp kịp thời. Đó là những cái biện pháp mà chúng ta chuyên môn đối với là cái trường hợp mà chúng ta có cái ca bệnh xảy ra. Còn đối với lại cái địa phương khác và các cái ban ngành khác ở trong tỉnh của chúng ta thì cái thứ nhất là khi trong địa phương chúng ta có ca bệnh thì tất cả các cái địa phương khác, các cái ban ngành ở sở ngành trong tỉnh ta phải tăng cường cái mức độ phòng chống dịch cao hơn một bước. Yeah. Tức là phải nâng cao cái cảnh giác, phải thường xuyên nắm bắt thông tin để phối hợp điều tra xử lý các cái trường hợp liên quan đến cái ca bệnh. Qua cái thông tin này rồi đó thì thực ra khi nó xuất hiện một ca bệnh ở tại một địa phương nào đó, nó không chỉ ở đó, các cái mối quan hệ nó sẽ liên quan tới Biên Hòa nè, rồi Cẩm Mỹ, rồi các cái huyện lân cận, nó có những cái mối dây liên quan với nhau thì mình phải nắm bắt được cái thông tin đó để mình xử lý ngay. Cái nào liên quan tới địa phương mình là mình phải làm liền. Cái thứ hai là phải thực hiện nghiêm cái quy định 5K về phòng chống dịch. Cái thứ ba nữa đó là không chỉ riêng Long Khánh không được tổ chức các hoạt động đông người, mà tất cả các cái nơi khác ở trong tỉnh mình cũng phải cảnh giác với việc này. Không tổ chức các cái hoạt động không người, đông người khi không cần thiết. Còn trong trường hợp nhất thiết phải tổ chức thì phải tuân thủ nghiêm ngặt các cái biện pháp phòng chống bệnh, không dịch COVID-19. Đó. Và tăng cường cái hoạt động khai báo y tế đối với những người đi. Bây giờ là những cái trường hợp khác, ai đi tới Long Khánh này kia nào các thứ, bây giờ đã là nơi có ổ dịch rồi. Thì khi đến đó đi về các cái địa phương các tỉnh mình phải khai báo y tế. Ngoài cái chuyện Long Khánh ra thì về từ các cái vùng dịch khác trên cả nước, đi các cái chuyến bay ở các cái địa điểm theo cái khuyến cáo của Bộ Y tế và các tỉnh đặt, thì chúng ta cũng phải thực hiện cái khai báo y tế cho tốt để rồi chúng ta có thể phát hiện sớm cái ca bệnh. Ngoài ra thì đối với các cái cơ sở y tế thì phải tăng cường cái khâu kiểm tra, giám sát và tăng cường chỉ định cái xét nghiệm những cái ca có triệu chứng hoặc những ca nghi ngờ để chúng ta có thể phát hiện ra ngay sớm và cách ly sớm những cái ca mới, chứ không phải riêng cái ca này. Và chúng ta kiểm soát cái chặt chẽ cái đối tượng như tôi nói nguy cơ, đó là những cái người nhập cảnh trái phép. Đồng thời quản lý chặt lại các cái khu cách ly, không có để cái người trong khu cách ly tập trung trốn ra ngoài. Nếu như vậy thì nó cũng tạo thêm một cái nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng nữa. Thì đẩy mạnh cái hoạt động truyền thông phòng chống dịch. Đồng thời mỗi địa phương, mỗi huyện, mỗi thành phố trong tỉnh chúng ta phải chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị và có cái phương án cụ thể để xử lý khi ở địa phương mình sẽ xuất hiện cái ca bệnh giống như là Long Khánh. Và hỗ trợ các địa phương phải sẵn sàng, các sở ngành cũng thế, hỗ trợ tối đa cho Long Khánh dập dịch. Khi có sự điều động, phân công của ban chỉ đạo là phải ủng hộ hết mình, dồn mọi nguồn lực để dập tắt cái dịch ở Long Khánh, không có lây lan ra các cái địa phương khác trong tỉnh. Thưa bác sĩ Phúc, trước cái tình hình mà dịch bệnh COVID-19 xuất hiện trở lại trong cộng đồng, thì không biết là tỉnh của chúng ta đã và đang triển khai những cái hoạt động gì để mà có thể kiểm soát được chặt chẽ người dân đi đến các địa phương khác và trở về sau cái dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa rồi. Về việc kiểm soát những cái người mà đi từ vùng dịch về, thì mình phía tỉnh cũng phối hợp với các cái đơn vị trên các lục, trên các cái chuyến bay hoặc là các cái chuyến vận chuyển hoặc các cái công ty để biết là cái nhân lực con người mình đi từ đâu về, có cái cần can thiệp gì, ví dụ tới cái vùng đó mà cái vùng không phải phong tỏa thì làm sao, vùng cần phong tỏa thì phải cần những công việc gì. Đấy là mỗi một cái hoạt động COVID thôi. Và vậy thì trên tinh thần đó còn có những trường hợp bỏ sót là chắc chắn. Vậy thì cần phải vận động một số cái điểm như sau. Thứ nhất, cái việc xuất hiện những cái người lạ
đặc biệt là người nước ngoài, người Trung, Trung Quốc cũng có khá nhiều, là tới địa bàn mình nên là chủ động báo với y tế hoặc là công an ở đó để việc kiểm tra cái đối tượng nhập cảnh được chặt chẽ. Đối với người dân mà đi tới những cái vùng dịch về, nguy cơ cao về, phải thực hiện 5K, đó là việc bắt buộc rồi. Ngoài ra khi có triệu chứng hoặc là có cái mối quan hệ liên hệ với những chỗ khác, phát hiện có cái bất thường là phải khai báo với y tế. Cái này hằng có một cái rất là lời, đó là nếu như anh không khai thì đương nhiên nhà anh, những người thân của anh và những người hàng xóm của anh, cuối cùng khi nó lớn lên rồi ấy, thì cũng là bệnh viện hoặc là liều tiếp trong cả, thì chi bằng ta làm lại từ đâu đó, để triệt để không có cái vấn đề đó xảy ra. Đó là về cái dịch Covid. Còn một số nội dung khác nữa, hiện nay chúng ta nguy cơ năm nay sẽ dịch chồng dịch, và dịch sốt xuất huyết đã tăng rất là nhiều so với những cái cùng kỳ những năm trước. Và bằng chứng là những cơn mưa đã xuất hiện rất là sớm. Dịch tay chân miệng chủng EV71 là chủng gây tai biến rất là nhiều trên đối tượng, và ca bệnh cũng tăng. Vậy thì cái này là toàn dân đều phải thực hiện và theo dõi sức khỏe con em mình, tổ chức thực hiện vệ sinh xung quanh nhà, vệ sinh trong nhà, làm sao đảm bảo là cái hoạt động của côn trùng truyền bệnh nó ít đi, cái mầm bệnh phải được khử trùng, phải lau sạch. Đó là những cái mà cần thiết, cần phải làm tới, chứ không phải tập trung riêng Covid. Cảm ơn bác sĩ Phúc. Thưa bác sĩ Ánh, các cái tổ Covid cộng đồng nó có cái vai trò quan trọng như thế nào trong cái việc mà chúng ta phòng chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là việc giám sát địa bàn, phát hiện được các cái trường hợp lạ mặt hay là trái phép nhập cảnh vào ạ? Như thầy nói như thế này nè, phòng chống dịch Covid đó là cuộc chiến của toàn dân, và cái cuộc chiến đó nó chỉ thành công khi có sự đóng góp của toàn xã hội. Nếu chỉ riêng cái lực lượng của ngành y tế thì thực sự là lực bất tòng tâm. Thứ hai đó, cái mục tiêu của cái tổ Covid cộng đồng đó là giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch chủ động tại các hộ gia đình. Đây là cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra. Và tổ Covid cộng đồng cũng là cái cầu nối giữa chính quyền với ngành y tế và nhân dân. Và để giúp cho người dân là yên tâm, tin tưởng và thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch mà đảng, nhà nước và ngành đã đề ra và hướng dẫn. Thì các cái tổ này nó hoạt động trên cái tinh thần là tự nguyện, tự giác, với cái sự tổ chức quản lý của chính quyền địa phương và với sự hướng dẫn về chuyên môn của ngành y tế. Đó. Như vậy thì mỗi tổ Covid trong vòng này thường thường là có 2 đến 3 người, và đó là những cái tình nguyện viên, là nhân dân ở khu vực, ở các tổ, thôn ấp, cán bộ của các đoàn thể ở tại địa phương. Mà mỗi cái tổ như thế thì họ phụ trách khoảng 40 đến 50 hộ, tùy theo từng cái tình hình cụ thể của từng địa phương. Và có cái danh sách phân công là tổ này thì phụ trách những hộ nào, nó có rất là cụ thể. Và cái tổ hàng ngày thì cái tổ này thực hiện cái nhiệm vụ là đi từng ngõ, gõ từng nhà. Thì khi mà họ làm cái nhiệm vụ này á, thì họ sẽ tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân thực hiện các cái biện pháp để phòng chống dịch Covid. Và đồng thời là hướng dẫn cho người dân tự theo dõi sức khỏe. Và nếu như có vấn đề gì sức khỏe thì họ sẽ có báo cáo ngay bằng điện thoại cho cơ quan y tế hoặc chính quyền địa phương những cái bất thường xảy ra ở tại các cái hộ gia đình. Và thực tế thì họ cũng sẽ báo cáo hoặc có ý kiến đối với những cái hộ gia đình hoặc những cái người dân mà không chấp hành các cái quy định về phòng chống dịch. Hoặc là khi phát hiện ra có người lạ mặt, khi phát hiện ra có người nhập cảnh trái phép, họ sẽ báo cáo cho chính quyền địa phương. Và chúng ta sẽ qua cái hoạt động của cái tổ này á, thì nó sẽ giúp chúng ta là phát hiện sớm những trường hợp đó để ngăn chặn. Và một cái nhiệm vụ quan trọng nữa là nếu như địa phương đó mà có cái ca nhiễm xuất hiện ở trong cộng đồng thì họ lại là những cái thành viên tích cực tham gia trong cái quá trình điều tra và truy vết để
giúp nhanh chóng thiết lập được cái danh sách của các app để chúng ta có thể là tiến hành cái công tác khoanh vùng, rồi dập dịch, rồi khống chế. Nhanh chóng. Và có thể nói rằng là cái tổ COVID cộng đồng này là cái sự sáng tạo của Việt Nam mình ở trong cái công tác phòng chống COVID mà không phải quốc gia nào cũng có, và nó đã phát sinh ra ngay từ là trong những cái ngày đầu chúng ta chống dịch, qua kinh nghiệm ở Sơn Lôi và ở các cái đợt dịch bùng phát về sau, cần phải duy trì phát huy được cái hoạt động cái tổ COVID cộng đồng này. Chúng ta thấy đó là rất tốt. Cảm ơn bác sĩ Ánh. Câu hỏi mà nhiều người dân có lẽ rất là quan tâm và thắc mắc đó là nếu như những người mà trở về hoặc là đến Đồng Nai từ các cái địa điểm chuyến bay hay là xe mà có mắc cái ca mắc COVID-19 thì họ như Bộ Y tế đã công bố thì họ sẽ phải đến đâu để khai báo y tế, và trong trường hợp nào thì mới phải thực hiện xét nghiệm, thưa bác sĩ Phúc? Họ không đi đến, mà họ khi họ đã về tại nhà rồi thì họ ở tại nhà luôn. Họ chỉ cần gọi điện cho ngành y tế, bất cứ ai. Bất cứ họ có thể gọi trực tiếp cho mình thì mình sẽ điều phối tất cả. Còn gọi về trung tâm, bất cứ trung tâm nào họ có trách nhiệm là sẽ liên lạc với mình. Để điều phối lại cái trường hợp này về đúng địa phương đó. Và sẽ có nhân viên y tế tới đó để gọi là check các cái quá trình đấy. Đương nhiên trong cái quá trình mà khi họ check lại ở đó thì mình cũng sẽ check lại trên hãng ấy, và việc đó là trùng hợp chính xác thì mình tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly. Và thông thường trên một chuyến bay thì những người mà trong chuyến bay có ca dương rồi á thì thực hiện cách ly tập trung để đảm bảo an toàn nhất. Cảm ơn bác sĩ Phúc ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ ngày 22 tháng 4, Đồng Nai bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch theo nghị quyết 21 của Chính phủ. Công tác khám sàng lọc trước và sau tiêm đều được thực hiện đầy đủ, nghiêm ngặt. Ghi nhận tại các điểm tiêm đều diễn ra an toàn. Ngay bây giờ mời quý khán giả cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn sau đây. Bệnh viện Phổi là điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 đầu tiên của tỉnh. Trước khi tiêm vaccine, từng trường hợp trong danh sách tiêm chủng được các bác sĩ khám sàng lọc kỹ theo các nội dung trong phiếu sàng lọc như tiền sử bệnh tật, tiền sử dị ứng, tiền sử tiêm chủng trước đây, v.v. Trải qua nhiều mục sàng lọc quan trọng và tất cả đều không có dấu hiệu bất thường mới được kết luận đủ điều kiện tiêm chủng. Trường hợp không đạt yêu cầu, tùy theo tình trạng của người cần tiêm, các bác sĩ sẽ có bước đánh giá nhằm quyết định không tiêm, trì hoãn tiêm hoặc một số trường hợp đặc biệt sẽ chuyển tiêm chủng và theo dõi tại bệnh viện. Bác sĩ Phạm Ngọc Hà là người đầu tiên của Bệnh viện Phổi được tiêm vaccine. Anh là bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân COVID-19 đầu tiên và nhiều trường hợp khác tại Đồng Nai. Anh đã chủ động khai báo tình hình sức khỏe trước đó và được khám sàng lọc kỹ trước khi tiêm. Cái cảm giác mà trước khi tiêm thì có một chút lo lắng, nhưng mà cái sự chuẩn bị của bệnh viện cũng như là của Sở Y tế thì về con người, về trang thiết bị thì nó đầy đủ, nên khi tiêm thì cảm giác rất là an toàn. Khi mà bắt đầu cái nhân viên bắt đầu tiêm thì tôi cảm thấy như là nó cũng tê buốt, cũng đau như giống như các loại vaccine khác thôi. Sau Bệnh viện Phổi, các đơn vị tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các nhân viên y tế, các lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19. Mặc dù đã tiêm vaccine nhưng mọi người cũng không chủ quan với dịch bệnh nguy hiểm này. Dù là vaccine tốt nhất thì cái khả năng mà người bệnh của nó chỉ khoảng 90% mà thôi. Cho nên dù chúng ta có chủng ngừa đủ 2 mũi thì chúng ta vẫn có khả năng bị mắc bệnh như thường. Tuy nhiên nếu mà có mắc bệnh thì cái bệnh chúng ta nó sẽ nhẹ đi so với những cái trường hợp không được chủng ngừa. Cho nên cái việc mà khẳng định rằng vaccine mà để miễn dịch hoàn toàn đối với cái virus corona này thì tôi nghĩ là không có khả năng xảy ra. Cho nên là chúng ta vẫn phải cảnh giác như thường. Trung tâm Y tế thành phố Biên Hòa cũng tổ chức đợt 1 tiêm vaccine phòng COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch của thành phố. Theo đó, các cán bộ, nhân viên y tế, cơ quan quân sự, các ban ngành đoàn thể thành phố Biên Hòa thuộc nhóm tuyến đầu phòng chống dịch được ưu tiên trong đợt này đã được tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca. Đợt vừa tháng 8 vừa qua thì quan phường cũng có trường 2 trường hợp là đã phát sinh nhiễm COVID-19, thì thời gian đó trong cái thời gian cách ly 14 ngày ở đường Hồ Văn Đại. Thì ngoài trang bị các cái khẩu trang rồi quần áo bảo hộ cho anh em thì cái việc mà tiêm vaccine này cũng là một cái hoạt động rất là ý nghĩa,
để làm cho anh em nó yên tâm, anh em yên tâm trong cái công tác mà phòng chống dịch, và đặc biệt là những cái anh em mà trực tiếp thường xuyên tiếp xúc với các nguồn lây bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao. Trước khi mà diễn ra cái buổi tiêm chủng hôm nay thì trạm y tế đã được tập huấn trong hội nghị triển khai tiêm vaccine, rồi đã được tập huấn trong cái buổi tập huấn của trung tâm rất là bài bản và chặt chẽ, có xây dựng kế hoạch tiêm rồi đảm bảo tiêm một chiều theo đúng quy định, an toàn và thực hiện đầy đủ 5K của Bộ Y tế. Tất cả các quy trình từ tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vaccine đến lập danh sách đối tượng, tổ chức khám sàng lọc, thực hành tiêm chủng và theo dõi sau tiêm đều được ngành y tế tập huấn, tổ chức chặt chẽ, đúng quy định. Việc mà chúng ta tiêm ấy, thì một trong những cái khâu quan trọng đó là khám sàng lọc. Đấy, thì chúng tôi tuân thủ tất cả những cái hướng dẫn của nhà sản xuất cũng như tập huấn của Bộ Y tế. Trong đó thì chúng ta xác định là những đối tượng đủ điều kiện tiêm, những đối tượng hoãn tiêm, những đối tượng cần phải chuyển tiêm ở bệnh viện để có cái điều kiện theo dõi, và những cái đối tượng là tạm thời chúng ta chưa thực hiện tiêm thì chúng ta làm kỹ cái việc đó. Cái thứ hai là chúng ta sau khi tiêm rồi thì phải thực hiện cái việc là theo dõi 30 phút tại cơ sở y tế, đồng thời hướng dẫn cho đối tượng tiêm tự theo dõi để bảo đảm rằng là nếu có những cái biểu hiện lạ thì kịp thời thông báo cho cán bộ y tế. Việc tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên sẽ giúp các nhân viên y tế khác cảm thấy an tâm hơn khi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, mọi người vẫn luôn đề cao cảnh giác, thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Vâng ạ, chúng ta cùng tiếp tục chương trình. Đến nay thì có bao nhiêu người được tiêm và ghi nhận phản ứng ra sao? Và không biết là cái kế hoạch sắp tới như thế nào, thưa bác sĩ Phúc ạ? Hiện tại cho tới thời điểm hiện tại thì trên 19.000 trường hợp đã được tiêm trên toàn tỉnh. Và các cái trường hợp phản ứng thông thường cũng khoảng cỡ 10 đến 15% thôi. Yeah. Cũng dao động ở trong khoảng đó. Và không có cái trường hợp phản ứng gọi là có cái kết quả mà tồi tệ đấy. Yeah. Nhưng cũng có mấy cái trường hợp là có phản ứng tương đối mạnh. Và trước cái sự phản ứng đó thì cái việc mà chuẩn bị của mình là quan trọng. Và mình cái công tác chuẩn bị khá tốt. Cho nên là cái xử lý kịp thời, không để nổi là ảnh hưởng. Thì cũng sau khoảng cỡ 2 tiếng thì cái người mà được có cái phản ứng đó được chăm sóc xử trí xong thì cũng về nhà theo dõi và diễn biến cũng bình thường. Thì hiện tại là tất cả đều ổn trong cái quá trình tiêm vaccine. Trong ngày mai, ngày mốt, có nghĩa là thứ năm và thứ sáu tuần này đấy. Yeah. Thì chúng ta sẽ tiêm vét lại những cái người mà được đã lập danh sách, được trong gọi là diện trong tuyển đầu. Yeah. Mà vừa rồi có những cái công việc rất là không thể thay thế đấy. Yeah. Sẽ bố trí tiêm lại trong 2 ngày đó. Yeah. Để cho cái tổng số tiêm vét là nó hết và đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm cái nguồn vaccine, không bỏ phí một cái liều vaccine nào. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Phúc ạ. Thưa bác sĩ Ánh, thì sau khi mà chúng ta triển khai tiêm cái đợt đầu này cho những cái đối tượng ưu tiên xong thì không biết là ngành y tế có những cái phương án gì để tiếp tục thời gian tới mình sẽ tiêm cho người dân trên địa bàn tỉnh? Vâng, theo cái nghị quyết 24 của chính phủ về mua và sử dụng vaccine thì là cái lộ trình thực hiện là trong năm 21-22 là tiêm cho các đối tượng ưu tiên và miễn phí. Và sau đó sẽ là tiêm tiếp cho tất cả các đối tượng còn lại, cho những đối tượng còn lại. Như vậy thì cái đợt này nó chỉ lấy mà cái khởi đầu rất là nhỏ trong cái đối tượng ưu tiên và miễn phí thôi. Yeah. Chứ không phải là chưa đẩy là hoàn thành của cái đối tượng ưu tiên và miễn phí. Yeah. Chính vì vậy thì là chúng ta biết rằng là các đối tượng là ưu tiên và miễn phí của mình á, là đến 9 đối tượng, phân tích chi tiết ra là 10 đấy. Thì tổng số của tỉnh mình á, là nếu mà riêng cái đối tượng ưu tiên mà miễn phí thì khoảng 400.000.
400.000, nhưng mà đợt này thì Bộ Y tế mới cấp có 16.800 liều thôi. Thì như vậy thì 16.800 mà so với 400.000 thì rất nhỏ, cho nên mới chỉ dùng cho cái đối tượng tuyến đầu. Cái thứ hai nữa là chúng ta còn lệ thuộc vào cái nguồn vaccine. Cái nguồn vaccine đó là hiện nay là chính phủ giao cho Bộ Y tế là cơ quan đầu mối để cung cấp vaccine cho cả nước. Như vậy thì với cái nguồn vaccine nhỏ giọt như vậy đó, thì chúng ta đang phải tích cực hơn trong cái việc mà tìm kiếm cái nguồn vaccine. Và nếu đủ cái nguồn vaccine đó, thì chúng ta sẽ tiêm trong 2021-22 cho tất cả các đối tượng ưu tiên nhà miễn phí. Đối với tỉnh mình là khoảng 400.000 đó. Thì rồi sau đó thì là sẽ tiếp cho các cái đối tượng khác. Còn nếu giả sử như cái nguồn vaccine tới đây mà nó dồi dào hơn, tức là nó về được dồi dào. Cái thứ hai là nếu như nguồn vaccine trong nước sản xuất sau khi cái nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng mà đạt được kết quả tốt, được phép lưu hành, thì chúng ta chủ động được nguồn vaccine, thì cái tiến độ đó phải thay đổi. Có thể là chúng ta sẽ tiêm luôn cho các cái đối tượng là nhân dân ngay trong 2 năm này. Nó còn tùy thuộc vô cái nguồn vaccine. Và chúng ta hy vọng rằng là khi mà chúng ta chủ động được cái nguồn vaccine thì cái tiến độ mà tiêm cũng như là tiêm được cho nhân dân sớm thì chúng ta sẽ thực hiện ngay và không phải chờ đợi nhiều. Cảm ơn bác sĩ Ánh. Trở lại với bác sĩ Phúc là mình thì đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine rồi, nhưng mà lúc nào người dân cũng được nghe Bộ Y tế khuyến cáo là phải thực hiện theo đúng cái thông điệp 5K. Vậy thì để thực hiện đúng cái thông điệp 5K này thì chính xác là người dân mình cần phải triển khai thực hiện như thế nào, thưa bác sĩ Phúc? Những cái 5K có nhiều cái hoạt động là không. Nhưng mà cái quan trọng gồm có khoảng cách. Đấy. Là làm gì phải đảm bảo ở giữ khoảng cách trên 2m. Vì sao trên 2m? Để tránh cái giọt bắn mà mang nhiều cái virus. Đấy. Đó là một cái. Rồi khẩu trang. Nếu như mà bên kia bắn ra mình đỡ lại được thì cũng là một biện pháp để ngăn chặn cái tác nhân xâm nhập. Rồi khử khuẩn. Nói chung là tất cả các cái hoạt động khử khuẩn thì nó có lợi cho nhiều cái tác nhân vi khuẩn và virus xâm nhập lần, chứ không phải là ví dụ như mình nói trong cái hoạt động thống kê cứ khoảng 15 phút thì mỗi con người có một cái động tác là buộc rờ tay lên mặt lên mũi, đúng không? Thì đó cũng là một cái hoạt động mà họ sẽ mang cái mầm bệnh từ cái môi trường đấy này lên trên cái cơ thể mình mà có thể xâm nhập vào được. Vậy thì cái hoạt động khử khuẩn nó có tác dụng như thế. Rồi ba cái hoạt động đó là chính. Rồi còn hai cái nữa là khai báo y tế. Khai báo y tế thì hoạt động là phải bắt buộc rồi. Mà đặc biệt là cái người mà đi tới những cái nơi có nguy cơ cao thì cái hoạt động này là phải làm. Ví dụ như anh đi lên một cái hãng máy bay thì trong cái quá trình đó anh đã khai rồi. Tuy nhiên khi anh về địa phương và sự phối hợp giữa địa phương và cái hãng máy bay hẳn không phải là lúc nào nó cũng chặt chẽ. Vậy thì anh phải về khai báo y tế địa phương để cho họ biết, họ đánh giá cái việc đó có cần là phải can thiệp như thế trong cái quá trình anh đi đó. Và cuối cùng là không tụ tập. Cái hoạt động này là tiên quyết. Và cái làn sóng thứ hai cũng là do tụ tập của Ấn Độ đấy. Đấy. Vậy thì cái hoạt động này là cực kỳ tiên quyết. Và hiện tại tỉnh cũng đã có những cái hướng dẫn và quyết liệt, đó là không tổ chức các cái hoạt động mà tỉnh không cần thiết tụ tập đông người. Cảm ơn bác sĩ Phúc. Khẩu trang. Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế, v.v. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách. Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
không tụ tập đông người. Khai báo y tế. Thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn. Hãy giữ an toàn cho bạn và chúng ta trước đại dịch COVID-19. Vâng ạ, với chức năng của ngành y tế thì bác sĩ Ánh có khuyến cáo gì đến người dân khi mà ở Đồng Nai của chúng ta đã có ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng ạ? Thì thực ra thì mới thấy rằng là đối với một cái địa phương mà đã có ca có dương tính với virus SARS-CoV-2 thì chúng ta phải nâng cao cảnh giác hơn nữa, và chúng ta phải luôn nghĩ rằng là có thể mình sẽ có gặp những cái người mà có thể có mang cái mầm bệnh. Chính vì vậy mình phải đặt ra một cái nguyên tắc cho mình. Nguyên tắc đó là mình coi có thể người mà mình tiếp xúc mà là có nguy cơ. Thì chính vì vậy thì bản thân người đó cũng phải coi mình như vậy. Thì cả hai cùng thực hiện cái phương pháp phòng chống mới được. Như vậy thì hiện nay cái phương pháp mà 5K vẫn là hàng đầu. Thì chúng ta vừa thấy đó, 5K đó, thì ai cũng nói được cái chữ 5K rất dễ nhớ. Nhưng mà 5K của từng chi tiết như thế nào thì chúng ta phải thực hiện cho đúng mới được. Ngay cả cái chuyện mang khẩu trang, cái cách mang, cách tháo như thế nào cũng phải đúng thì mới có thể có tác dụng. Như vậy thì đối với một cái khó khăn của cái khẩu trang hiện nay đó, đó là nếu như mà chúng ta mang mà ta nói chuyện, ta nói một hai câu thì không sao, nhưng nói dài tí thì nó sẽ bị trễ xuống khỏi lỗ mũi. À, mà khi nó trễ xuống khỏi lỗ mũi thì người ta lại có thói quen, nó thấy nó xuống là nắm ở ngoài kéo lên, thì nắm ở ngoài cũng bản thân là đã sai rồi. Cho nên cái việc mà mang như thế nào cho đúng á, thì nó phải ý thức ở trong đầu và ý thức trong mỗi cái động tác thực hiện. Chứ còn nếu không thì cũng dễ bị sai, đó, nó mang không đúng cách. Rồi bỏ ở những cái sau khi mình mang xong mình bỏ vào những cái vị trí không đúng thì nó cũng khá, nếu như lỡ có cái mầm bệnh ở bên ngoài nó cũng sẽ phát tán ra cộng đồng. Các cái 5K đó, tông từng cái, khẩu trang thế nào, rồi giữ khoảng cách như thế nào, rồi khử khuẩn như thế nào, khai báo y tế như thế nào, và không tụ tập, thì tất cả mọi người đều phải hiểu. Chúng ta tìm hiểu những cái thông tin này. Những thông tin này thì hiện nay có rất nhiều ở trên mạng, và mình phải hiểu. Người ta sẽ tìm hiểu được. Và cái thứ hai nữa là có thể tư vấn đối với các cái người làm trong cái công tác phòng chống dịch thì được hiểu rõ hơn. Cái thứ ba nữa đó là chúng ta hạn chế đi đây đó khi không cần thiết. Bình thường thì có thể mình thích đi tới chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, đặc biệt là những chỗ đông người. Nhưng mà trong lúc mà tỉnh của mình đang có cái ca dương tính ở cộng đồng thì ý thức của mọi người nên hạn chế, chúng ta không nên đi đây đi đó, nhất là tới những chỗ đông người thì càng không nên. Và khi mà chúng ta thực hiện những việc đó thì đồng thời với việc là mình phải tự theo dõi cái sức khỏe của bản thân và những người chung quanh. Những người chung quanh là những người thân của mình, gia đình của mình. Nếu có một cái vấn đề gì đó thì chúng ta sẽ gọi điện cho cơ quan y tế để có cái tư vấn, và nếu có cần thiết thì người ta sẽ có cái can thiệp kịp thời cho mình. Và mình phải giữ cái sức khỏe, và đối với những người mà có cái bệnh nền thì càng phải tuân thủ nhiều hơn, điều trị tốt cái bệnh nền, giữ cái sức khỏe cho tốt để có thể là tăng cái sức đề kháng, ăn uống, rồi sinh hoạt, rồi rèn luyện, rồi tập thể dục vân vân để mình có một cái sức đề kháng ở trong cơ thể, chống lại được cái bệnh tật, để giảm cái khả năng có thể mắc các cái bệnh và nhất là COVID. Cảm ơn những cái lời khuyên cũng như là khuyến cáo vừa rồi của bác sĩ Ánh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp và các dịch bệnh truyền nhiễm khác như là sốt xuất huyết, tay chân miệng v.v. được dự báo là có nguy cơ bùng phát trong thời gian tới, thì các địa phương không nên chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch. Người dân cần phải bình tĩnh, tiếp tục chủ động phòng tránh bằng các giải pháp mà Bộ Y tế khuyến cáo, nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K, khẩu trang,
khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, người thân và cho cả cộng đồng. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe cho mọi người kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai cũng đã hết rồi. Một lần nữa Hoàng Huấn cảm ơn hai bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.